Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày 5 tháng 12 tiếp cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Mihalak, hiện là phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC cùng các doanh nghiệp Mỹ. Theo truyền thông nhà nước, tại cuộc gặp còn có đoàn doanh nghiệp của USABC với đại diện các tập đoàn hàng không, công nghiệp quốc phòng, an ninh như Boeing, Lockheed Martin, Bell và Raytheon đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông chính được dẫn lời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ và hoan nghênh việc Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng. Đồng thời ông cũng đề nghị Mỹ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, công nghiệp hàng không, an ninh mạng. Theo thông tin từ Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN thì phái đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh của hội đồng tới thăm Việt Nam từ ngày 5 tới 7 tháng 12 bên lề triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022 tại Hà Nội. USABC nói đây là cơ hội đặc biệt để các thành viên giới thiệu các thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất tới thị trường việt nam đồng thời xây dựng mối quan hệ với những người ra quyết định chính từ cả phía việt nam lẫn mỹ